Xin chào các bạn, đây là chuột hamster của nhà mình nè. Chuột ơi, chơi với Út nha. Đó, các bạn thấy nó đang chạy trên cái lồng không? Rất là dễ thương. Mình muốn chú chuột này ra ngoài chơi với mình quá đi. Nhưng mà ba mình cứ sợ là nó bị lạc á, cho nên ba mình không có cho ra. Đúng rồi đó con trai, chuột mà nó ra ngoài thì nó chạy tùm lum hết, làm sao mà được. Con coi kìa, tụi nó đang chơi với nhau rất là dễ thương không? Nó ở trong lòng nó chơi cũng rất là dễ thương mà. Nhưng con thích nó đi ra ngoài, đó là điều ao ước của con chỉ ước cho nó ra ngoài, cho nó thoải mái một chút xíu. Nhốt nó ở trong cái lồng bé tí này riết, tội nghiệp nó lắm. Này nè, ba đứa mà ở chung có một cái lồng à. Ui trời, nó đang bú nước kìa, dễ thương, dễ sợ luôn á nha. Đây là bình nước của nó nè mấy bạn. Đó, đây là bình nước của nó đó. Và nó còn có cái xe để nó chạy nữa. Nghe con nói cũng có lý, hay là để ba sẽ cho nó ra ngoài một lần, nhưng mà con phải phụ ba đào hang cho nó chạy. Dạ ok, nhất định rồi, mình sẽ đào hang làm cho nó một cuộc thi đua nha, cho ba đứa này nó sẽ chạy đua với nhau nha. Các bạn ơi, các bạn sắp được giải thoát rồi, chờ mình đào hang nha. Đây là dụng cụ của ba. Ba sẽ cầm cái xẻng này để cuốc đất. Còn con thì sẽ dùng cái cây cù cào này để mà cào đất lên. Công việc rất là nặng nhọc nha. Bây giờ thì ba sẽ đào trước đây. Ba sẽ đào. Đây, ba sẽ xoắn đất ha. Lắp qua hai bên. Và mình phải đào cho nó thật là sâu nha. Mình phải đào liên tục thành cái hang dài cho chuột nó chạy. Sau đó thì con sẽ dùng cái cào này nha, để con cào nó lên. Đây, con sẽ cào nó lên hai bên như thế này. Và cứ như vậy chúng ta sẽ đào thành một cái hang sâu như thế này. Và chúng ta bo góc nó qua nha. Đây, ba cũng có thể dùng cái này đổ nó đi. Ba ơi, cái đường hầm này nó cao hơn con rồi, chắc là được rồi hả ba? Ừ, mệt rồi đó, nghỉ mệt cũng được rồi. Wow. Các bạn xem đây, đây là kết quả của cha con mình đào được một cái hầm rất là to luôn. Đây. Và những chú chuột sẽ chạy vòng 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 như thế này đúng không ba? Đúng rồi đó con. Vậy mình bắt chuột ra đi ba. Chắc là nó đang háo hức lắm rồi. Chưa được, chúng ta còn phải trang trí thêm. Đây là cỏ nè, ba đã cắt ra rồi, thành những cái miếng cỏ như thế này đây nè. Trời ơi, cỏ xả đó nha, thơm ơi là thơm. Sau đó chúng ta sẽ đem cỏ để ngang cái hầm của mình. Đó, để ngang lên giống như cái mái nhà vậy nha, mái nhà lưới. Tiếp theo đó thì chị sẽ đặt một cái lồng. Đó, một cái lồng ở ngay phía trên trên cái đầu của cái hộp. Như thế này. Và chị sẽ cho một bình bông vô bên trong nha. Đây. Đó, ở trên này thì là cái mái nhà bé Út Chibi nha. Và ở đây còn có rất là nhiều đồ ăn của chuột hamster nữa. Tên và đây nha, mình sẽ bỏ vào đây để làm mồi cho những bạn hamster. Đó. Và đây nè, mình sẽ rắc cái đường để cho mấy bạn nó biết đường mà đi lên đây ha. Và đây sẽ là một cuộc đua. Đây sẽ là một cuộc đua, mình sẽ thả hamster vào đây và cho hamster chạy vòng vòng nha. Bạn nào mà lên được tới cái ngôi nhà bé Út Chibi này thì bạn đó sẽ thắng ha. Ok, hoan hô, chị bé Út Chibi đã đưa ra luật chơi rất là đúng đúng luôn đó nha. Để mình xem thử coi ba bạn chuột hamster của mình thì bạn nào sẽ là người lanh nhất. Ơi, còn ba thì nãy giờ đào cái hầm này mệt rồi, ba ngồi đây ba nghỉ mệt để xem coi bé chuột nào sẽ là bé chuột thông minh nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bắt mấy em chuột này ra nha. Đây. Ra đây đi em. Ý, trời ơi. Chị sợ chuột quá. Chị với Út TV là người sợ chuột. Mặc dù là em hamster rất là hiền nha. Đây. Em nó rất là hiền nha mấy em. Rồi, xuống đường hang một em. Các em ấy. Các em đó đang ngủ trưa. Wow, và chị sẽ cho tiếp một em xuống dưới hang nữa. Rồi, còn một em nữa nha. Em này thì to hơn là mấy em kia. Và chị sẽ cho xuống hang luôn. Và cuộc đua xin được phép bắt đầu. Cố lên, cố lên. Mình quên đặt tên nhỉ. Mình quên đặt tên. Đây, các em xem nè. Đó, có mùi xả nó sẽ át đi cái mùi thức ăn. Ồ,
thôi. Và chị thấy hình như là các bạn đó đang đào hang, bởi vì đây là đất mà. Đó. Đây, chúng ta sẽ quan sát dễ hơn từ ở trên cao. Đây, các bạn nó đang cố đào. Wow, các bạn nó đang cố đào hang. Không như là chị suy nghĩ. Các bạn nó không chịu đi. Các bạn nó không chịu đi. Đi đi mà, đi đi. Trời ơi, mình tưởng đâu là mấy bạn này thích chạy lắm. Ai về là mấy bạn này ra đây. Thấy cái hang khoái quá, nằm luôn rồi. Muốn ở trong cái hang đất này luôn rồi. Nè nè. Đó, đang đào hang này mấy bạn ơi. Yeah, một bạn nha. Bạn này á là bạn chuột nhỏ mắt đen, còn bạn này thì là chuột nhỏ màu vàng mắt hồng đó. Trời ơi, mấy bạn này đang chạy và đang cố đào dưới đất. trời ơi ai đây, đi. Trời ơi, bạn này đi rất là nhanh luôn, các bạn xem nè. Đó, mình sẽ theo chân bạn này. Wow, bạn đang gãi tay gãi chân rồi, bạn đang đi tiếp. Wow, bạn đang đi tiếp và bạn tiếp tục đào. Mình đã làm hàng rào cho nên là các bạn đó là không có đi. Wow, và bạn này đi rất là giỏi luôn. Bạn nó đã đi được 2 vòng rồi. Bạn Thỏ Ngọc đi được 2 vòng. Còn bạn này thì không đi, quyết tâm đào. Ôi trời ơi, cái bạn này nhỏ nhỏ mà bạn đào được một cái lỗ rất là to rồi nè các bạn ơi. Xem này, đúng là chuột đào hang luôn. Đây, lần đầu tiên chúng ta xem cảnh chuột đào hang đúng không? Đây, các bạn nhìn cho rõ này nha. Thấy không? Thấy chuột đào hang không? Đó, bạn đó đã đào được một cái hang khá là sâu. Đây, và không ai đi tìm đồ ăn hết. Bạn này đi chạy 2 vòng rồi, nghỉ mệt luôn rồi. Còn anh này, wow, mỗi người một kiểu. Yeah. Cố lên. Trời ơi, ai sẽ là người chiến thắng đây? Ai sẽ là bà chuột hamster chiến thắng đây? Người ta nói là chuột hamster thông minh lắm mà. Sao các bạn này, trời ơi, các bạn đó là đúng là muốn tìm đường tẩu thoát luôn nha. Muốn tìm đường tẩu thoát cho nên là các bạn đó toàn là tìm cách đào hang thôi. Còn bạn này thì mệt quá nằm ngủ rồi. Dậy đi chứ, dậy đi, mình có cuộc đua mà. Dậy đi. Trời ơi, ngủ bất chấp luôn. Ngủ bất chấp luôn. Mình đang có một cuộc thi, ai lên đây thì người đó sẽ chiến thắng. Nhưng mà mấy bạn này lo đào không à? Coi cái con kia nó chết kìa. Không có chết, nó đang thở nè. Nó chỉ là buồn ngủ quá. Đúng không? Thấy chưa, nó chạy. Trời ơi, người ta thì lo đào hang, còn bạn này thì lo ngủ. Trời ơi, ai sẽ là người chiến thắng đây? À, tính tìm đường đậu tẩu thoát. Ây da, cắn lộn nhau nữa à. Ôi trời ơi, cắn lộn nhau à. Không đoàn kết. Nó là ta đang ngủ mà cứ đào hoài bực mình à. Đây bạn này nè, bạn này là bạn ham ngủ nè mấy bạn. Đó, bạn đó đã bỏ đi đâu rồi? Bạn đã bỏ đi đâu rồi? Trời ơi, cuộc chiến, trời ơi, chui dưới người của người ta luôn. Bạn mắt đỏ nè, tức cười quá đi. Hồi nãy thì ngủ, rồi hả, người ta thì đào thì mình thì cứ ngủ không à. Có bạn này rất là siêng nha, chị để ý bạn này rất là siêng luôn nè. Đó, bạn đào suốt luôn đó các bạn. Đó, bạn đã đào suốt luôn. Nhưng không ai biết đường là mình có thể chạy lên trên đây hết. Đúng là ngu như chuột ha. Chỉ cần chúng ta có thể vói lên đây là có thể chạy ra ngoài rồi. Nhưng mà không có bạn nào suy nghĩ ra hết. Cứ chạy vòng vòng cái hang. Cứ chạy vòng vòng cái hang của chị đã đào. 3-4 bạn chuột chạy vòng vòng. Mắc cười quá, đụng độ nhau. Tiếu ghê. Cố lên chuột ơi. Thông minh chút đi chuột ơi. À, và cứ canh ngay cái góc mà đào nha. Cứ canh ngay cái góc mà đào. Hơi khó đi một chút là bắt đầu đào liền. Trời ơi, coi kìa, đào rất là tích cực luôn. Cưng chưa? Có lẽ là không có ai là người thắng, cũng không có ai là người thua rồi. Đồ ăn của chị, của Út và chị chuẩn bị cho bé chuột đó là để cho hư luôn rồi. Chứ không có ai ăn hết. Vì các bạn này đang tìm đường tẩu thoát. Đó, và chị phải canh những bạn này. Đó.
Và video đến đây là kết thúc luôn rồi nha. Chị phải canh những bạn chuột này, có vẻ là đào hang rất là tích cực. Nếu không là một hồi nó sẽ trốn thoát. Chẳng lẽ không có ai biết đường leo lên trên hết à? Trời ơi, ngu như chuột. Đào rất là tung tóe, đào rất là dữ dội luôn. Dùng hết sức luôn á. Từ bữa giờ bị nhốt ở trong đó mà buồn quá. Bây giờ dùng hết sức để đào luôn. Wow. Đồ ăn ơi, đành bye bye nhà ngươi. Và như vậy video thi bé chuột thông minh đến đây là chúng ta đã có kết quả là không có bé nào thông minh hơn hai cha con này hết. Là một cái bẫy rất là an toàn, mấy bạn nó chạy vòng vòng không có lối thoát luôn. Và video đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu như bạn nào thích chuột hamster thì nhớ để lại comment ở phía dưới, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm nuôi chuột hamster, làm chuồng, làm đồ cho chị ở dưới luôn nha. Tại vì chị cũng mới sinh được 3 bé chuột về, chị cũng chưa có biết cách nuôi bé chuột lắm. Nhưng chị nghĩ là chuột là thích ở dưới đất đào hang, cho nên là chị làm cái hang này cho bé chuột nó chơi đó mấy em. Thì thấy có được hay không? Nếu bạn nào thích thì nhớ bấm like, share, comment, cũng như là chia sẻ video. Và đừng quên gì ta, nhớ không nào? Nhớ không Út? Đừng quên đăng ký thành viên trên kênh Bé Út Chibi để xem được nhiều video mới thú vị của chị nha. Trời ơi, chị làm cho ba cha con của bé Út, cha con của bé Út đào hang, chứ thật ra là chị đào đó mấy em. Chị đào bằng cái cây này nè, đào cả buổi trời luôn mới được một cái hầm như thế này. Cho nên là chị tính làm câu chuyện mà chị quên luôn, cái chị xưng là chị bé Út Chibi luôn, kế hoạch đã bị bại lộ. Nhưng mà chị cũng cảm thấy rất là vui. Các em thì thích video hay không thì chị không biết nữa. Nhưng mà chị thì cảm thấy rất vui, bởi vì thấy các em này đang rất là vui luôn á, đang hăng say đào hang. Biết vậy hồi đầu chị không cần đào, để cho mấy em này tự đào luôn. Đó, đây nè, các em xem nè, bạn đó đào kìa, dễ thương cực kỳ luôn nha. Đó, bạn nào là người yêu động vật, yêu thú cưng thì comment ở phía dưới nha. Đó, bạn nó đang đào rất là siêng năng. Chị mong rằng trong cuộc sống thì các em cũng sẽ siêng năng như những bạn chuột này nha. Rất là chăm chỉ có điều là không thông minh thôi. Đồ ăn ở trên đây quá trời luôn. Đang trên đây quá trời luôn mà cứ lo đào dưới đất không à. Thật ra là mấy bạn nó đang muốn trốn nắng và muốn trốn thoát khỏi chị đó. Nhưng mà đâu có ngờ là chị đứng từ trên đây chị dòm xuống thấy hết đâu. Ngu như chuột, chuột ơi ngu quá. Chuột này cũng ngu luôn. Chuột này cũng ngu luôn. Trời ơi, tôi nuôi có 3 con chuột, con nào cũng ngu hết trơn hết trọi à. Ai chỉ cho tôi cách quấn liền chuột thì comment ở phía dưới với mình nha. Còn bây giờ nắng quá chị cũng mất kiên nhẫn luôn rồi. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.